cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Tất cả là hồng ân. Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Xin Chúa để lời mời gọi này sinh hoa kết trái, phát triển, nhân lên và chạm đến trái tim nhỏ bé này. Con có dành thời gian để nuôi dưỡng những món quà mà Chúa đã ban cho không? Hay con chỉ quanh quẩn trong sự thoải mái của chính mình? Trong buổi sáng này, xin cho con đứng trước Chúa với trái tim rộng mở, sẵn sàng đón nhận những gì ngày hôm nay mang lại, với nhận thức rằng chỉ có Ngài mới biết con thực sự thiếu gì và cần gì. Xin ban ơn để hạt lúa mì mà Ngài gieo trồng được bội thu. Lạy Chúa, xin cho con biết giữ gìn món quà của Chúa, và con tự hứa với lòng mình sẽ cùng cộng tác với Ngài trong vương quốc nước trời. Xin phó thác ngày hôm nay cho Chúa qua lời cầu nguyện dâng hiến. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, hợp nhất trong tình yêu, con dành một chút thời gian vào buổi chiều để dừng lại và suy ngẫm. Mỗi khi bạn nắm lấy tay nhau và mở lòng với Chúa, bạn đang đồng hành cùng các vị thánh dâng lời cầu nguyện và chuyển cầu, giống như những người anh chị em cùng bước đi trên hành trình của nhân loại. Trong giáo hội, không có sự than khóc nào là đơn độc, và không có giọt nước mắt nào rơi vô ích, vì tất cả đều sống và tham gia vào một ân sủng chung. Xin cho con nhớ rằng giáo hội là một gia đình tuyệt vời, nơi không ai cô đơn, bị bỏ rơi hay bị lãng quên. Con nhắm mắt lại, mở lòng và cầu nguyện đặc biệt cho những người cảm thấy bị cô lập hoặc cô đơn. Còn hiệp thông cùng ý nguyện của Đức Giáo Hoàng. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, đục đầy, tạ ơn Chúa vì những món quà con nhận được trong ngày sống này, vì sự quan phòng chăm sóc của Ngài, và vì những hồng ân trong tài năng mà con có được từ Chúa. Suy ngẫm về ngày sống này, con đã nhận ra những món quà mà Ngài giao phó cho con chưa? Con đã chăm sóc, bồi dưỡng chúng bằng hành động và làm cho chúng sinh hoa kết trái chưa? Lạy Chúa, xin thứ tha cho những lúc con không làm cho những món quà ấy đơm hoa kết trái. Xin Chúa giúp con làm nảy mầm hạt giống mà Ngài đã thương ban cho con, và xin cho con được tin yêu vào kế hoạch tình yêu của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.